Rồi cái này là đang đi đánh con gấu này. Xin chào các bạn nhé. Ở trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà tải cũng như là đăng nhập vào trong game Soul Knight Prewood. Rồi và hiện tại thì mình đã tải game này nhé. Bây giờ mình sẽ xóa đi và hướng dẫn các bạn cách để mà tải cũng như là đăng nhập lại từ đầu nhé. Xóa game. Thì để mà tải được game này bắt buộc các bạn sẽ phải chuyển vùng App Store qua bên nước ngoài Singapore hoặc là Hoa Kỳ. Thì khi làm theo hướng dẫn của mình, các bạn nhớ là các bạn phải làm liền mạch và không được thoát màn hình ra ngoài trong lúc đang chuyển vùng. Tốt nhất là các bạn nên sử dụng hai chiếc điện thoại, một chiếc điện thoại của người thân của các bạn để các bạn xem video, và chiếc điện thoại của các bạn thì các bạn làm theo hướng dẫn. Rồi, đầu tiên thì các bạn sẽ bấm vào trong App Store của các bạn. Tiếp theo các bạn sẽ bấm vào avatar của các bạn. Tiếp theo các bạn sẽ bấm vào cái phần địa chỉ email của App Store. Rồi, nó ra giao diện này, các bạn sẽ bấm phần quốc gia gạch vùng nhé. Bấm một quốc gia gạch vùng. Rồi, đến đoạn này các bạn bấm vào thay đổi quốc gia hoặc vùng. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ kiếm cho mình sang Hoa Kỳ hoặc là Singapore nhé. Thì ở đây là mình sẽ chuyển qua bên Singapore để cho nó dễ. Mình sẽ kéo kéo này, các bạn cứ kéo kịch kim xuống phía bên dưới này. Kéo kịch kim xuống phía bên dưới nhé. Hiện tại thì chúng ta là ở Việt Nam này, các bạn kéo lên. Kéo lên một chút đây. Để ý là cái vần chữ S này là Singapore, các bạn nhấp vào Singapore cho mình. Nhấp vào Singapore. Rồi, khi mà vào trong Singapore rồi các bạn sẽ bấm cái chữ đồng ý ở đây nha. À, và các bạn lưu ý nhé, từ đoạn này trở đi là các bạn phải làm liền mạch và không được thoát ra ngoài. Nếu như mà lỡ thoát ra ngoài là sẽ phải chuyển vùng lại nha. Ở đây các bạn bấm vào đồng ý này. Rồi, đến đoạn này các bạn cũng không được thoát ra ngoài nhé. Đến đoạn này các bạn cứ làm liền mạch cho mình. Ở đây các bạn sẽ bấm vào chữ non là không sử dụng thẻ thanh toán quốc tế. Rồi, tên họ thì các bạn ghi vào. Đó, các bạn nhớ là đến cái đoạn này là cấm không được thoát ra ngoài nhé. Nếu như mà thoát ra ngoài là sẽ phải chuyển vùng lại từ đầu á. Rồi, tiếp theo là đến cái phần tên họ, thì mình tên là Lưu Huế thì mình sẽ ghi là Lưu Huế, viết không dấu nhé. Rồi, còn địa chỉ thanh toán bên trên này thì chọn là non, không sử dụng thẻ thanh toán quốc tế. Rồi, phần tweet này thì các bạn sẽ nhập cái tên đường nhé. Ở đây thì các bạn có thể là nhập bậy. Các bạn nhập bậy giống mình hoặc là các bạn nhập tên đường nơi của các bạn vào cũng được, nhưng mà thường là chúng ta nhập số nhé. Rồi, đến cái phần đó chính là postcode này, thì là cái mã bưu điện ở bên Singapore ấy. Các bạn nhập cho mình là 178881. Các bạn có thể là nhập 178882, 178883 đều được nhé. Nhớ là phải nhập cái mã zip code giống như mà mình chia sẻ. Rồi, số điện thoại thì các bạn sẽ tiến hành nhập số điện thoại của các bạn vào nhé. Ở đây mình làm hướng dẫn cho nên là mình sẽ nhập bậy từ 0 đến 9. Sau khi mà nhập xong rồi mình bấm vào chữ tiếp theo. Số điện thoại của các bạn là gì thì các bạn nhập vào nhé. Hoặc các bạn có thể nhập bậy số điện thoại giống như mình cũng được. Và mình đã chuyển vùng App Store qua bên Singapore thành công rồi. Thì nó đã hiện lên là ngôn ngữ tiếng Anh nha. Bây giờ các bạn sẽ tìm kiếm này. Các bạn gõ từ khóa là Soul, S-O-U-L. Đây, Soul Knight Prewood. Các bạn bấm vào game. Rồi, và bây giờ thì các bạn sẽ tiến hành tải cái game này xuống nhé. Đây, Soul Knight Prewood. Bấm vào đó. Đây là cái cách lối chơi của nó này. Bây giờ mình sẽ bấm vào nhé. Rồi, và mình sẽ hướng dẫn lại, mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn nhé. Là trong quá trình đang chuyển vùng ấy, thì các bạn không được thoát ra ngoài, các bạn phải làm liền mạch. Tốt nhất là các bạn nên sử dụng hai chiếc điện thoại, một chiếc điện thoại của người thân của các bạn để các bạn xem video, và chiếc điện thoại của các bạn thì các bạn làm theo hướng dẫn. Trường hợp mà các bạn chuyển vùng mà nó bị lỗi thì các bạn chỉ cần chuyển vùng lại theo hướng dẫn của mình là được nhé. Bây giờ mình có thể bấm vào chữ Open để mà chơi, nhưng mà bây giờ mình sẽ thoát ra đã. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà chuyển vùng App Store về Việt Nam. Khi mà chuyển vùng App Store về Việt Nam xong rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà đăng nhập vào game này. Rồi, đầu tiên các bạn vào phần App Store nhé, để mà chuyển về Việt Nam. Các bạn bấm vào avatar của App Store. Các bạn bấm vào địa chỉ email của App Store. Đến cái giao diện này các bạn bấm vào phần Country Region. Bấm vào Country Region, quốc gia gạch vùng ấy. Các bạn bấm vào Child Country Region nhé. Rồi bây giờ các bạn sẽ kéo kịch kim xuống phía bên dưới. Đây, dòng thứ nhất, dòng thứ hai, dòng thứ ba, dòng thứ tư, từ dưới đếm lên là Việt Nam, các bạn nhấp vào Việt Nam. Ở đây các bạn sẽ bấm vào phần Air Free. Rồi, ở đây các bạn sẽ bấm không. À, cái đoạn này là các bạn cũng không được thoát ra ngoài nhé. Nhớ là làm liền mạch cho mình. Trường hợp mà thoát ra ngoài đấy là sẽ bị phải chuyển vùng lại từ đầu ấy. Tên họ thì các bạn có thể là sửa lại con dấu cũng được nhé. Như mình thì để không dấu luôn. Đường thì các bạn nhập nơi đường của các bạn vào, hoặc là các bạn nhập bậy số nào cũng được.
Thành phố thì các bạn cũng có thể là nhập bệnh, như mình thì ở Hồ Chí Minh thì mình sẽ viết tắt là HCM. Cái mã zip code ở bên Việt Nam là cái mã bưu điện nha. Các bạn có thể là lên trên Google Tre hoặc là các bạn nhập bệnh cũng được. Cái mã zip ở Việt Nam thì các bạn chỉ cần nhập đúng chữ 6 chữ số là được nha. Mình sẽ nhập là 223356. Rồi số điện thoại của các bạn là gì thì không thì các bạn nhập vào nhá. Rồi, ở đây mình làm hướng dẫn nên mình sẽ nhập bệnh là từ 0 đến 9. Rồi mình bấm vào next. Cái mã zip là các bạn chỉ cần nhập đủ 6 chữ số là được thôi nha, nó không quan trọng là số nào với số nào. Mã zip ở Việt Nam thì rất là đơn giản. Và hiện tại thì mình đã chuyển vùng app to về lại Việt Nam rồi. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành thoát game đây. À, thoát cái app to ra và mình sẽ vào lại cái game của chúng ta. Để mà đăng nhập vào. Bấm vào yêu cầu ứng dụng không theo dõi. Bấm vào cái dòng chữ màu xám đậm ở bên này nhé. Rồi thì game của chúng ta khi mà đăng nhập vào nó sẽ là ngôn ngữ tiếng Việt nha, cho nên là các bạn cứ thoải mái nhé, là cài đặt cũng như là xem hướng dẫn. Rồi tải xuống, nó đang tải xuống. Rồi, ở đây mình sẽ đóng lại nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ tắt tiếng cho nó ồn. Tắt tiếng cho nó ồn nhá. Mới vào thì nhà game rất là sôi động. Ở đây thì có hình thức đăng nhập bằng Facebook này, hoặc là tạo tài khoản của chính con game này luôn, hoặc là đăng nhập bằng ID Apple, hoặc là đăng nhập bằng cái ứng dụng gì mình không rõ thì mình sẽ đăng nhập luôn bằng ID Apple nhé. Ở đây thì mình khuyên các bạn nên sử dụng luôn Facebook để mà đăng nhập. Mai mốt các bạn có đăng nhập qua Android hoặc là iOS thì các bạn cũng có thể dùng mỗi Facebook để mà đăng nhập thôi. Ở đây mình bấm vào ID Apple đăng nhập luôn cho nhanh. Mình bấm vào tiếp tục quay cái mặt mình. Được rồi. Đó, mình vẫn khuyên là các bạn nên đăng nhập bằng Facebook nhé. Rồi, các bạn bấm vào dấu tích ở đây. Thì bên này là chọn giới tính nhỉ? Tên nhân vật. Rồi ok, thì mình sẽ chọn là tên nhân vật nam nhé. Rồi, cũng như là đặt tên. Tên thì ở tên này nó hơi kén nhá, cho nên là mình sẽ đặt là Lưu Thuy 007. Trường hợp mà các bạn tên mà của các bạn mà nó bị kén nó không hợp ấy thì các bạn có thể là đặt cái tên họ của các bạn không giấu nhá và viết giống như mình. Sau đó bấm vào xong và bấm vào dấu tích ở đây. Ở đây thì chọn kiếm sĩ hay là cung thủ hay là pháp sư hay là cái hình gì đó này. Mình sẽ chọn vào kiếm kiếm sĩ để mình đánh nhá, tại vì mình đánh mấy cái hơi gà. Rồi bấm dấu tích ở đây. Rồi ở đây thì các bạn có thể là bỏ qua cái hướng dẫn nhá, đó cái việc tu luyện này này đó, các bạn có thể là bỏ qua đó. Các bạn thích xem thì xem nhá, nhưng mình bấm nhanh để mà tua để mà bỏ qua. Rồi cái này là mới chỉ là đánh tập thôi nhá, đánh chiêu này đó, cái này mới là đánh tập cho nên là nó rất là dễ, khi mà các bạn chơi rồi thì các bạn sẽ được vào và đánh chính. Rồi cái này là đang đi đánh con gấu này, đánh heo rừng. Thôi được rồi, cái video này mình hướng dẫn vậy thôi. Cái game này thì nó có ngôn ngữ tiếng Việt nhá, cho nên là các bạn vào thì xem hướng dẫn thì cũng rất là dễ chơi thôi. Rồi các bạn thấy video này của mình nhớ giúp mình một like cũng như là bình luận xuống dưới để cho YouTube họ đề xuất tốt hơn cho video này của mình. Ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh MRX Mobile. Mình chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.